Thưa quý vị, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Cục Cảnh sát Môi trường C49 và Cục Thú y đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ xuyên Á ở ấp chợ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện các công nhân ở đây tiêm thuốc an thần cho gần 5.000 con heo trước khi giết mổ. Đây cũng là một trong những cơ sở giết mổ có quy mô lớn nhất nhì tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cách đây khoảng 30 phút thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp báo khẩn cấp về vấn đề này. Phóng viên của Chuyển động 24 giờ cũng đang có mặt tại hiện trường tại đây để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất đến với quý vị. Xin mời chị Quách Hằng ạ. Vâng, xin chào anh Hạnh Phúc và xin chào quý vị khán giả. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại buổi họp báo do Chi cục Thú y Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, và ngay tại đây thì đã có rất là nhiều phóng viên đến từ khá là sớm. Tuy nhiên thì buổi họp báo mới được bắt đầu cách đây vài phút, và ngay đầu buổi họp báo thì ông Phạm Tiến Dũng, thanh tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cũng phải thốt lên rằng là quá đau lòng bởi vì cái số lượng heo bị bơm thuốc an thần vào rất là lớn. Và ngay tại đây thì thanh tra của Bộ Nông nghiệp cũng vừa mới công bố kết quả là có 13 trên 21 chủ heo có heo nằm trong mẫu kiểm nghiệm là có thuốc an thần, và mức xử phạt đối với những chủ heo này là 30 triệu đồng. Và ngay tại đây thì các phóng viên cũng đã có một số câu hỏi được đặt ra, như là vai trò của Cục Thú y Thành phố Hồ Chí Minh ở đâu để xảy ra cái tình trạng heo bị bơm thuốc an thần như vậy, và cái cơ sở xuyên Á này thì đã bắt đầu bơm thuốc an thần vào heo từ khi nào, và có bao nhiêu trăm ngàn con heo đã bị bơm thuốc như vậy, hoặc là câu hỏi là vì sao thuốc an thần lại tràn lan như thế này. Thì đến thời điểm hiện tại thì Chi cục Thú y Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có câu trả lời nào. Và cũng xin nói thêm rằng là những con heo trước khi được đưa vào lò giết mổ đã được đeo vòng truy xuất nguồn gốc. Vậy thì với tình hình này thì câu hỏi đặt ra là liệu vòng truy xuất nguồn gốc có còn giá trị hay không?